đang hiện tại đang có khá là to và thì để làm những xem được nhiều nhá. Rồi bác mà xem nha, em sẽ quay sơ lược quay cho các bác xem này. Chào các bác. Được chưa? Ở kia một lỗ hổng luôn. Và đây là trên một cái đỉnh rồi, nên là cái sườn núi ấy các bác hơi cao nên là gió rất nhiều. Đây này, như cái cây này là người ta vừa mới chặt, còn đây như cái cành lây rất nhiều đây này. Đây chúng mình mùa học nữa các bác. Ở bên này nữa. Ở bên này nữa, gió rất to luôn. Đây các bác thấy không, chỉ cái cây này này. Nó hai loại hoa màu các bác, loại màu trắng, một loại màu hào hồng các bác. Vẫn còn những cái nụ nhỏ nhỏ kia nha các bác nha. Đứng ở đây, các bác thấy là một cái vùng, hoặc là một cái phòng, một cái vùng nhuộm thành một màu hồng của hoa đào các bác ạ. Đây các bác thấy mấy cái nhà li ti ở dưới kia không? Đây là cái hồ sơ. Đây các bác. Đấy, rất nhiều luôn. Có to các bác cái tài quê à. Là gió rất là to. Cô hai đã gió to lắm các bác. Các bác thấy không? Từ trên kia xuống đấy. Bắt đầu từ trên kia xuống nhỉ các bác. Đấy. Xong là đến nha. Bên kia. Mấy cái nhà kia. Dưới này. Đi đến tên gần từ bên suy các bác nhé. Đào rất nhiều. Nhà nào mà trồng các bác ạ. Người ta trồng chủ yếu là trồng để ăn. Nhưng mà mấy năm gần đây người ta mới biết được cái giá trị bán hoa bán cảnh ấy. Ôi xưa. Nhà ngay cạnh vườn ở rào. Đúng không các bác? Đào cũng vui các bác ạ. Do là một số cây đã lên chỗ lá. Nên là không gió mấy. Nhưng mà các bác thấy không? Không có hồng nữa. Vâng các bác. Các bác thấy như cây này không? Như cây này thì nụ hơi ít. Nhưng mà vườn đang có những nụ nhỏ nhỏ đây này các bác này. Đấy hôm nay thằng gì rồi mà vẫn còn những cái nụ nhỏ hoa lục đỏ. Rồi thôi các bác ạ. Giờ em sẽ đưa các bác đi lên trên kia nha các bác nhé. Đi lên trên kia xem cái vườn nào trước em chặt hai cây to đùng khủng nhất bảng. Xem là mấy cái cây đây có nở nhiều không nha các bác nhé. Mời các bác theo chân em lên nha. Đây bây giờ gió mới ít được nói mới nghe được lên này các bác này. Lúc này gió quá là to luôn. Ở dưới này bên này nó là một cái khu đào đỏ hết cả vùng, hỏng hết cả vùng các bác ạ. Thôi giờ anh em mình lên trên kia thôi. Hiện tại em đi qua chỗ này, thấy chỗ này quá đẹp các bác. Phải dừng chân, review mấy giây cho anh em chúng ta chiêm ngưỡng. Cây đào ở bản em đang nở rộ vào thời điểm mà nở rộ nhiều nhất. Những cây này hoa như cái gì luôn các bác ạ. Còn những cây này này, hai cây gần nhau nhưng mà hoa khác nhau các bác. Cây này một nửa trắng, một nửa đỏ. Cây này thì đỏ nhiều. Đây review cho các bác xem một số 1 phút 1 giây. Cái khu này. Để cho gần nha. Rồi, cho gần cho các bác xem. Cho trường. Đấy là những cái nhánh hoa rất dày. Đấy, nhánh hoa rất dày đấy. Đấy, những cái nhánh hoa rất dày luôn. Ở dưới kia cũng một vườn luôn các bác ạ. Một vườn luôn màu hồng luôn. Đấy, thích chưa các bác? Cực kỳ thích nhá.
Đấy, cực kỳ thích luôn các bác ạ. Không biết đào mấy bác mà mua được đào em đi bây giờ đã nở hết như này chưa các bác ơi? Nếu mà ai đã từng mua đào em á, nở hết thì comment cho em biết nhé. Còn chỗ em là bây giờ đang bắt đầu ba đang bung hết cỡ rồi các bác ạ. Còn một số ít nụ là đang chuẩn bị bung thôi nhé. Bác thấy gì đang đằng sau em chưa? Đấy, sẽ đằng sau em chưa? Đấy, hôm nay em thực hiện lời hứa với các bác. Vì cái video trước là em sẽ đưa mắt vọng kính quay trở lại sau Tết. Và trong 3 năm tháng riêng. Nhà em bác theo dõi nha. Em sẽ đưa bác vào đây xem mấy gốc đào. Em chặt hai cây đào nhé. Đá hai cây đào và cây hát rất nhiều nha các bác. Mời các bác xem nha. Hiện tại là gió rất là to các bác ạ. Gió ở đây rất là to nên là em loa chất trọng đào vật thì sẽ không nghe rõ được. Sẽ bị rè ở góc cổ nào. Ta nghe tiếng gió thổi lên bác, các bác thấy không? Như cây đào đã nhúp màu hồng hết rồi, nó nở rất to luôn này các bác này. Đấy, hôm em chặt có một số anh chị, cô bác nói rằng là nụ to nhưng mà hôm nay tháng riêng các bác nhé, hôm nay tháng riêng âm lịch. Em vào mà còn chưa, hoa còn chưa nở hết này các bác này. Để em lên lịch cho các bác xem nha. Đây, hôm nay đây các bác ạ. Hôm nay là mùng 5, tháng riêng còn 14 tháng 2, dương lịch các bác. Đó. Mà hoa vẫn còn đang bung rất là to đấy các bác. Hoa đang thời điểm là nở. Các bác thấy không? Cái gốc chủng chơi kia là cái gốc mà em vượt chặt xong các bác ạ. Em vượt chặt trước Tết các bác. Em chặt vào ngày 20, 21, 22 gì đó các bác. Nếu mà ai theo dõi video của em thì các bác sẽ nhớ thôi. Bung rất nhiều luôn các bác. Sang nào thì hỏi bác xem có bán mấy cây này không nha các bác nhá. Nếu mà bán thì mình lấy tiếp tục mua mấy cây to đúng rồi nha bác nhá. Và hiện tại ở bản hết đó mấy cây này và to đẹp nhất của bạn đây các bác ạ. Các bác thấy cây này không? Cây này hoa là rất nhiều luôn. Lá đã mọc lên rồi các bác ạ. Lá đã bắt đầu đâm chồi lên rồi. Đây xung quanh đây này. Nhiều chưa? Rất nhiều. Đấy. Là gió rất to, gió rất là to như này. Mình nói thì hơi bị rẻ. Đây các bác thấy chưa? Thấy như kè chưa? Khủng chưa? Mà đẹp chưa? Rất đẹp luôn. Đây em qua cho các bác review tổng quát luôn. Xong em mới review các bác xem bông nó có xòe to không nhá các bác nhá. Đây cả bên này nữa các bác, cả khu bên này nữa. Đây vườn rau của người ta vẫn còn tốt tươi lên này. Đây những cái cây này thì đâm chồi lá hết rồi, hoa bắt đầu ra quả các bác. Đây cây này là có khi là cây nở sớm. Đây mấy cây này là mấy cây nở vừa này các bác này. Cây này nhiều chưa? Cây nhiều nụ luôn đấy. Đấy cây này là em vượt chặt này các bác này. Với cả cây này này, cây này là cây to nhất các bác. Cây to nhất em mua giá cao nhất, khủng nhất. Đấy, có lẽ là cây này là cây to nhất. Những cái vùng mà em đã từng biết có thể nó là to nhất vùng Tây Bắc luôn. Bây giờ em sẽ đưa các bác đi vào xem ở nu nhá, vào gần nhá. Đây anh em mình sẽ đi vào gần. Đi vào xem nu. Đây nu nhiều đấy các bác. Gió to quá làm cho nu đây gió to gió thổi này cái nu nó vì bớt bị nhòe hết rồi này. Nhưng mà nhìn nu vẫn khỏe lắm các bác ạ. Đây, không thể một cành đào mà có hai màu hoa. Thấy đẹp chưa? Ở chỗ nào á có như thế này thì
Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. So loud as the hour.